Mọi người cùng những cái cha mẹ con cùng mọi người đang đi tập học tu hành học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, nhưng mà ở nhà mọi người làm việc thiện rồi giữ năm giới rồi phát nguyện tâm vô thượng chính đẳng chính giác tu thành Phật đấy, để nổ cho tất cả mọi người phóng thanh làm những cái điều thiện đều tốt đẹp. Như ở nhà thì giữ năm giới, đừng có thất thanh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nơi láo, đừng có uống rượu uống bia, như thế giữ được năm giới là tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa có thể tu hành đó là sống bố thí tỷ giới tu thì phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác từng đấy là được. Và A Di Đà Phật. Tu hành tốt hơn mà mình Phật tử nữ thì mình phải tư duy nữa là đời này mình nữ, mình không có tu như người nam được, mình thất nguyện đời cho mình thân nam. Mình tu hành giữ giới, tu hành trong phần bố thí giữ giới tu thiền cho mình nữ, người cao thân nam. Nam mô A Di Đà Phật. Là bành này để cho con hỏi một tỷ sư và nhà nước cũng được có tử rồi chân thì bị lòng như vậy có phạm tội hay pháp luật không? Có phạm gì cả, tại vì họ cho họ được, họ muốn dùng kiểu gì họ dùng. Mình bố thí cũng dành cho họ, chẳng hạn như giờ để vàng bạc ở đây để đó để họ bỏ họ đi đó, không có phải dùng gì, tại vì là bố thí cũng dành để họ sử dụng như thế nào việc của họ. Không sao, làm việc của họ tiêu trừ được, họ có quân độ kể cả cho họ cả cái vương quyền như thế họ cũng nhận, để họ bỏ đó cũng không có tội gì cả. Giờ như thầy hỏi như thế, con cũng dàn cho thầy cả cái sông Hồng như thế, thầy cũng vừa, thầy có uống, cũng đâu có tội đâu. Cũng dàn nước cả sông Hồng luôn cho thầy đấy. Ban cho cả uống, để mình muốn tắm, để mình muốn nhảy ở dưới đấy, để mình muốn dùi chân, dùi đầu hay mình uống ở đâu cũng có đẹp đấy. Tại vì những cái đấy, họ là có cái chỗ họ nóng, họ rửa chân, họ rửa mặt, họ rửa đầu, họ uống, họ sử dụng hay là họ tưới cây cỏ, hay là cho họ cho chúng sanh uống, đều có tốt đẹp mà. Hay như là họ tâm lý như vậy. Con người trần con là mình nữ, có nhiều vấn đề sinh địa cũng chút nữa, cậu con có sơ sẩy thì là con phải làm như nào cho đúng rồi. Mình có sơ sẩy như thế thì lần sau đừng có làm sơ sẩy nữa, sám hối. Mình đã làm sơ sẩy rồi, mình lần sau mình tư duy tránh nghiệm lại nữa là lần sau mình không làm như thế. Hay gì được. Ấy vậy được gì mọi người, xong rồi nếu mà không ấy được thì mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi gì. Năm bây giờ thì cũng đang là năm coi như là bạn đồng loạt tìm chỗ nghỉ ngơi. Tìm chỗ nghỉ ngơi. Năm coi như là thầy cho con đứng thầy có kim chỉ rồi mà nhận con không biết như nào, nhưng mà con nhận thêm nữa là khi thầy là đủ đây coi nhận cái tấm lòng để hồi hướng công đức thầy. Thì bây giờ là tới giờ thầy nghỉ ngơi nha cả nhà, buổi trưa từ đi từ sáng tới giờ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vâng, A Di Đà Phật. Các ngài quay lại.